cửa khẩu biên giới Việt Nam. Trên cầu là những người buôn bán hàng biên giới tập kết ở tại đây về đưa vào nội địa, có bộ phận mang vác riêng. Nói chung thì đây là con sông ngăn cách biên giới giữa hai nước Việt Trung. Tàu vỏ sắt chứa hàng lậu. Điểm tập kết hàng lậu từ biên giới Việt Nam chuyển sang Trung Quốc. Đó, đây là nơi tập kết hàng ở phía Việt Nam. Ở đồn biên phòng Việt Nam, chúng tôi đang đứng ở phía bờ bên Trung Quốc. Hóa liên tục vận chuyển. Các bạn nhìn thấy thang không? Thang từ dưới thuyền đưa lên. Lớp 2 à? Không. Trèo lên trên bờ. Lớp 2. Vâng.
trong vòng chưa đầy 10 phút là đã có hàng trăm thùng hàng được chuyển từ biên giới Việt Nam sang bên phía Trung Quốc. Gỗ dừa mà người ta làm như thế này, trong khi đó mình đâu làm được.
đó, đẹp không? Gỗ dừa ra rất đẹp. Gỗ dừa hả? Hay hả? Quá thật. Cái này buôn về Việt Nam là bán mạnh lắm. Rồi. Vải to, vải cục, vải cục như nó đang đánh bóng. Đây Hồng Đa ôm này hả? Hàng qua biên giới là tập kết tại đây và đưa sẽ có một lực lượng vận chuyển. Đây là những cái bà chuyên về lực lượng vận chuyển qua biên giới, mang vác qua biên giới, hầu hết là người Việt Nam. Rồi em đang được mua thì cái đồ đồ nào